thấy năm khen giàu chứ giàu đó không còn nha, để con giàu nào giàu cũng sẽ còn đúng rồi, lên YouTube cô về con nói hoài cô đấy, trời ơi trong cái đi gặp dặn nó đi qua đây để thứ dạy không gặp rồi chỉ được có nón rồi đây không có nữa cũng dặn chạy tốt qua vào cái dép đi qua đi liền vào nó nói quẹo quẹo nó nói thẳng thì thẳng vậy thôi. Có gì đâu con, tự vì hâm mộ chúng họ còn mình còn biết là bây giờ nó rõ là như vậy rồi. Thấy thằng Dung Lung nó hất cái răng mấy thằng, thấy thằng nó giống Dung Linh công nhận luôn mà nó lại con luôn đó. Giúp thiệt cái phọt luôn cái tướng không con coi đi không phải con đi giúp đâu. Thôi bây giờ gia đình mình có nón có quà rồi ha, hai là mình chụp một tấm hình đi làm lên ký điện chụp tấm hình ha chị ha chú, hai là mình lên trên mình chụp hình cho chú cô chú chụp hình. Ủa anh này cô chú ở đâu vậy? Ngại Ngại hả? Đi ra lấy gì cái này chú còn ngại chứ này là không có đi chung hả? Chung luôn á mà hai tỉnh đứng một bên hay đứng hai bên à? Nếu bữa chỗ nào con chỉ là đứng rồi rồi vậy mình chụp một tấm kỷ niệm nha. Rồi nhìn con nè, con sát vô luôn đi đụng rồi rồi nhìn con nè, hai ba rồi nhẹ cái nè. Ui cùng cốc à. Rồi. Cô vui tính. Cô cảm ơn các con hết nha. Cảm ơn các con đi YouTube vô thành đi giá chung cho một. Rồi. Cũng chúc gia đình nhiều sức khỏe bình an may mắn chứ. Rồi con chúc chú cũng như là gia đình cũng như toàn của mình là về. Dạ uống ba cao mũ đi. May mắn thành công nha. Mỗi ngày cầu vô tham mọi ngày chúng ta đi tham đông bình nhân. Dạ. Dạ thì hôm nay là mình hội nhau mà bón ven đường quân. Họ võ với cầu năm luôn cùng dạ vậy là chú cũng họ họ võ dạ võ phong đặc biệt là các cháu nghe dạ dạ con chào chú cáo từ các con ngang dạ dạ lại lần nữa là ok số 1 Vũ Linh là số 1 dạ là số 2 không cô số 2 Vũ Linh là số 1 dạ Vũ Linh là số 1 số 2 luôn dở lắm. Dạ con hả? Dạ. Chưa có dạ. Rồi. Chưa có vợ hai. Không cái bụng con chữa vợ nè bà. Con chữa vợ nè. Chưa có vợ hai. Chữa vợ. Vợ mình chữa thôi. Chuyến này là có quà nè ha. Vui quá. Dạ. Ủa. Ủa kìa. Đó, trời có cái quà như một cái chiếc nón là phải nói rất là tuyệt vời ha. Để hải đưa. Thì bây giờ bà con đó bây giờ là cô chú đi ra xe đi về cô chú anh chị. Ủa mà xe sao cô chú để đây ta? Thì đến đây em xin phép lại cho cô chú anh chị. Ủa xe đâu mà ủa cô chú đi xa với người ta thôi tới đây thì tiên đi vào cô chú anh chị hơi xa quá tại vì lúc nãy mình mới ngủ chậm chút xíu cô chú anh chị. Quay gì mà Di Minh 15 mét thúc wheel quýt đáo mà không còn biến wheel nữa. Quay 3 ngày mới được 100 wheel. Nên là giờ ở đây không chứ không quay. Ở đây quay ngồi hoài luôn. Ngủ mới dám quay. Ủa vậy nãy giờ có quay không? Dạ
vậy? Hồi nãy mấy ông ngủ có quay không? Nãy ông ngủ quá đi ngủ luôn vô. Cũng như không thôi rồi. 3 ngày chưa được 100 view nữa. Đất ơi, giống vậy. Chết luôn thiệt chứ. 3 ngày chưa được 100 view. Đã nói đừng có canh hai ông này ngủ đi, mình quay là mới có view. Còn mà mấy ảnh mà đúng máy vô ảnh quay là giờ khán giả vô bắt hai ông này cột lại. Chiều nay đốt nhang nói cậu. Cậu không độ gì hết à. Thôi quý cô chú hãy quay đầu là bà con cô bác nhớ qua ủng hộ kênh của Hải quay đầu nha quý cô chú anh chị, ủng hộ cho em chia sẻ tài màu của chú Linh cũng được bà con cô bác yêu quý xem ủng hộ kênh. Anh ông tin anh xách máy là đem cho anh coi nè. Thì chạy cũng quay vậy chứ nhỉ. Anh áo vàng vừa phải thôi nha, quýnh vợ chồng em không? Đó, thì nó quay clip anh lên rồi ha. Ăn hiếp chồng em đúng không? Cho anh là clip luôn. Ồ, cái tư thế đứng lạo ha. Thấy ăn đi buổi chiều nó không có ngon nha. Ăn gì vậy? Gà hả? Ừ. Đi chơi với hộp cho mấy anh em kìa. Với cái muối sầu riêng hồi nãy ông này ăn hết muối, còn muối ba người chiều. Ông nào? Ông nào ăn? Ông này. Ông này ông chuyên gia ăn trước người ta không phải không? Thường thường người ta nói đụng trước làm cha thì giờ ăn trước thì cũng làm đánh đánh đánh. Thôi tối nay không được. Tối nay khỏi là ngủ với cà ớt. À có gì giải quyết chị Nhi luôn hả? Đâu gì để cô chú anh chị thì bữa nay là còn thứ bảy mà khách thì cũng vắng ha. Ủa sao giờ cái này để lay nữa rồi? Không anh giờ tùm lum hết à? Hả? Cho hội dưới hội trên. Sửa nắng hả? Mà nói anh này ai giờ? Anh giờ hả? Em cũng biết nữa. Bữa nay trên bàn thờ chú là có hai cặp bự luôn, không phải một cặp nữa. Hai cặp là mấy trái? Bốn trái. Vô buổi sáng vô. Hai cặp chứ bốn trái gì? Hai cặp là bốn trái anh. Hai cặp. Hai cặp bốn trái mà không chịu nữa, cũng khổ ghê. Hai cặp chứ bốn trái gì? Bốn trái bự chứ bốn trái gì? Đó cô chú anh chị, bây giờ là còn mấy anh em ở mộ rồi ha, thì Tiên cũng cập nhật buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh ha. Rồi đến đây thì cái video của Hiện Tiên xin khép lại. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành. Cô chú nhớ đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.